Alo ông ơi. Alo. Ai kêu nước kìa mày? Dạ. Anh kiếm ai? Đây có phải là nhà của anh Long không vậy? Ừ, vô đi. Anh là anh rể của thằng Phúc mà. Sao? Tới đây trả nợ cho nó hả? Chuyện tiền nợ của thằng Phúc á, tính sau đi. Tôi tới mượn tiền của tôi. Vô đi. Đại ca, anh rể của Phúc tới kiếm kìa. Đi vô đi. Ồ, rất hoan nghênh ông chủ tiệm phở. Dạ. Bây giờ anh đang có khách, mày về đi, đừng để anh phải ra tay đó. Anh nhớ mặt tôi đó. À, chú Phong ngồi. Ừ, cảm ơn anh. Ngồi đi chú Phong. Mời chú uống nước. Chú đi vay tiền hả? Chú muốn vay bao nhiêu? 200 triệu. 200 triệu? Tôi cần tiền liền, anh có không? Sao mà chú vay nhiều vậy? Tôi có chuyện gia đình, mong anh giúp đỡ. Đối với người khác tôi còn phải suy xét, nhưng chú Phong đây á, có nguyên quán phở và cái nhà to đùng. Tôi sẽ giải quyết ngay cho chú. Bây giờ mình làm giấy nợ rồi tôi sẽ giao tiền cho chú nha. Chú cũng trả cho thằng Phúc mấy lần rồi, chú cũng biết cách tính lãi của tôi chứ. Tôi biết. Anh yên tâm đi, tôi sẽ trả đúng hẹn. Vậy là mình hợp tác vui vẻ ha. Chú viết cái giấy nợ cho tôi đi. Bồi, vô bên trong lấy tiền. Dạ, đại ca. Ah!